lên Đà Lạt mọi người, lên Đà Lạt ấy, thời tiết Đà Lạt ấy lạnh nha mọi người. Có phải đặt trước không? Chị nghĩ là nếu như em đi đâu em nên đặt trước. Toner, chào Nguyễn Anh, chào em. Lên Đà Lạt dùng cái chai Dr. Peptide này cực kỳ sung sướng cuộc đời. Trời ơi, ta nói Đà Lạt không lạnh lắm nhưng mà thời tiết khá hanh khô. Trời ơi, toner này đó, nói chung mình phải chuyển ra đây cho cái đèn nó sáng vì mặt mình hơi tối, hơi bầm. Ai mà đi Đà Lạt hoặc là ai vùng lạnh này ra nhiều khuyết điểm thì chai này là đỉnh của chóp. Toner xong như mấy bà, các bạn nhìn thấy chưa, nhớ này, bôi một lớp mỏng. Lên Đà Lạt lạnh, trời ơi, ta nói từ sáng giờ ăn hai cân thịt tăng lên 9 kg. Đây, chai căng bóng bán rồi này, bán cả 10 ngày nay rồi em, chỉ dùng 10 ngày không nhìn thấy à? Chỉ dùng 10 ngày người ta gọi là chỉ dùng sáng tối đây. Nó không phải là đẹp đâu, nó chỉ đỉnh cao của chóp thôi em. Trời ơi, ta nói dùng cái chai này trời căng bóng một mặt soi gương luôn mấy bà. Mới có mẹ lại lên. Bôi xong mấy bà này, chờ này. Đấy. Đó. Sắp rồi sinh nhật bà kiến của tôi, lại rơi cục tiền. Đó, các bà bôi lên đợi để sủi bọt này, đợi để sủi bọt này mấy mẹ. Đó, cái chai này 680 cành hoa, 680 cành hoa bôi lên mặt này. Đó, thiếu miếng ở đây. Đó mấy bà ơi, những ai mà ở vùng lạnh thì người ta gọi là 1000 điểm không có nhưng. Chào bầy bầu, mày ngủ đi con đĩ. Đó, chợ nó sủi bọt lên như này nha. Chợ nó sủi bọt này, để cho thiếu miếng này. Đó, chào Mỹ Tho, chị chào em. Cô giáo lộn mèo bay ngược trở về Đà Nẵng em vào xem chị ơi, chị chào Mỹ Tho. Chị mất người em gái vào tay em rồi. U là trời, ngoài Bắc đang lạnh rồi thì sắm liền đi mấy mày ơi. Dr. Peptide chai này là tái tạo căng bóng và chống nhăn, giảm nhăn của mặt. Ok chưa? Chờ nó sôi lên, là quên nhầm, chờ nó sủi lên như này. Rồi mấy bà dùng tay này. Trời ơi, Đạt Nguyễn thì chào em, đã đáp Đà Nẵng cho em. Donald Nguyễn của chị. Từ ngày em yêu người ta, em đã còn không còn join vô chung những nhóm chơi của bọn chị nữa rồi. Tất cả những người có tình yêu thì đã bỏ quên đi chị em bạn gì. Chị cảm thấy vô cùng là bức xúc. Cả nhà ơi, cô giáo lộn mèo từ ngày có người yêu Mỹ Tho là đã bỏ cuộc chơi của mình rồi. Dạo này ra chị đẹp trời ơi. Đấy, dùng được 14-15 ngày rồi đấy. Chính thức bán là 10 ngày, còn dùng được 14-15 ngày rồi. Đó, mấy bà bầu ấy mà bị bố mẹ chồng mà khó tính ấy, mua cái chai này mà xài. Đúng rồi em, chị bảo rồi, chị ghét chơi những đứa nào có người yêu lắm. Chị ghét lắm vô cùng em ơi. Nó có người yêu lúc chia tay nó gọi mình, nó tâm sự. Lúc mà nó hạnh phúc nó có nhớ mình là ai. Ốm luôn rồi chị à. Ừ Đạt ơi, em khỏe như vậy thì ai mà chịu nổi em chả ốm. Mấy mẹ bôi xong nha, bôi đến cái lớp này xong là có thể đi ngủ luôn. Tuy nhiên nếu mẹ nào muốn da trắng, trắng hơn thì nên bôi một lớp kem dưỡng trắng cho nó trắng nhanh hơn nữa. Bản chất cái này ấy, nó đã làm cho da trắng mà căng rồi. Nhưng nếu như mà mình thủ cho mình muốn trắng hơn. Các chị thì cái người em, cái mặt em không? Em với người mặt chia tay không? Mặt rất trắng. Quên không dưỡng da người. Đúng quá. Em đi đến đây này, em mang cái chai tẩy da chết mặt. Đó, mini. Đó. Em vẫn bôi một lớp kem si đen tóc. Bởi vì em có cái vết thâm mè. Đó.
Mọi người bôi, mọi người vuốt massage nhé. Trời đỡ sướng không nổi. Nhưng mà đúng là chân ái cuộc đời là trai này. Tìm ra cuộc này đúng chân ái cuộc đời. Không tìm ra trai này là một vỡ nợ. Sướng lắm mọi người ạ. Đó, 10-13. Xúc vô, xúc vô. Đó. Nói chung là lên trên Đà Lạt nha mấy chị. Mà không bôi cái này là chết. Cái này giữ mỏ, giữ mỏ. Những người nào á muốn cái môi mình hồng và không bị nẻ nứt cái này. Được quá. Tôi nhậu nốt tháng này thôi nha các bà. Lại cười con mụ này cười. Đấy, còn những cuộc tiệc cuộc chơi vậy đó, sinh nhật tháng 5 xong 8 tháng 12. Nhậu nốt thôi mấy mẹ ơi, nhậu được Noel, Noel đến Tết ta rồi mọi người. Mình còn cưới thằng Bình ngày 16 tháng 12. À, mình còn đi Huế đám cưới như thằng Đạt vào ngày 29 tháng 12. 27, 28, 29, 30 mình về. Mình sẽ nhậu đến hết tháng 12 thôi nha. Đừng ai rủ mình nhậu đấy nha mọi người. Khổ thân mình lắm mọi người ơi. Mọi người ơi, quá khổ rồi. Bây giờ là ngủ sớm để mai còn đi người ta gọi là đi săn mây. Ừ. Không, sang tháng chưa lấy trứng. Nhậu hết tháng 12. Thôi chết mẹ rồi còn dính cái Tết ta nữa em ơi. Dính cái Tết ta. Dính cái Tết ta thì làm sao mà chị thoát được khỏi những buổi tất niên hả em ơi, chị khổ quá. Cuộc đời này quá đau buồn với chị em ạ. Trời ơi còn cái Tết ta xong. Sau Tết ta 18 tháng 2 là mùng 4 Tết sinh nhật chị. Mùng 6 tháng 2 sinh nhật chồng yêu dày đỏ. Ôi dồi ôi tôi chết rồi. 14. Không, ông Tuấn Đỗ sinh là 27 tháng 2 là sinh nhật Tuấn Đỗ. Trời ơi. Thôi nhậu hết tháng 2 dương lịch rồi đi lấy trứng nha mọi người ơi, mọi người ơi. Lịch nhậu nó miên miên mọi người ạ. Khổ lắm. Đấy đầu hơi bẩn chưa gội nữa mọi người. Hơi bếp. May mà ngủ bên ngoài chứ ngủ trong mà kia bị mùi. Úi dồi. Tóc này. Úi dồi. Lúc tẩy trắng đấy. Thôi tôi đi ngủ như mấy bà. Đi ngủ. Cho hàng xóm láng giềng tôi ngủ. Ok là. Bye bye. Chắc chị nghĩ hết tháng 2 em ạ. Chị cũng nghĩ hết tháng 2 đấy Nguyễn Anh ạ. Bởi vì em nghĩ đi làm tất cả những cái việc này nó rất là quan trọng em. Cưới của cái thằng thằng Trần Đăng Bình cuối, thằng lấy vợ cuối cùng của lớp này, thằng ấy đấy. Chị cũng hứa với nó là đám cưới nó chị phải đi. Rồi là đấy xong rồi vào Noel em xong rồi cưới em trai của thằng Đạt Nguyễn, cô giáo lộn mèo. Không có lại còn gì. Rồi đi vướng vào cái Noel rồi em ơi. Tết ta nữa em. Chán mất đời. Xem răng có miếng thịt nữa không. Thôi đi ngủ nha mọi người. Bye bye. Bye bye cả nhà.